hôm nay mình lấy cốc pha chè của mình nhé. Đầu tiên là chè ướp cho vào luộc chè, luộc là cho vào chảo quay cho tái chứ không phải là luộc nước, cho vào lò cho nó tái đi. Tiên đỉnh cao luôn, đầy đá. Quay trực tiếp để luộc. Luộc cái xe máy này. Nhập nhà cái này cho ra. Cho nó hả hơi xanh, không để nó ủ lại nó đỏ nước. Thơm ngon, sạch sẽ. Thơm, sạch sẽ đó thì mới thơm ngon.